nó dài tròn, dài chứ tròn. Nó không dài, nó dài luôn, dài ngoằn, nó dài, nó suông, dài mà kiểu nó suông nó thì nó khác. Đây cái thằng này mặc dù hồi nhỏ nó dài nhưng mà lớn lên nữa nó phình ra đúng không? Phình ra hay chiều ngang đúng không? Phình ra chiều ngang khúc dưới. Mà con thấy cái màu sắc của nó bây giờ nó đang màu vàng chanh, này vàng chanh đúng không? Vàng chanh. Khi mà nó chín lên nó sẽ bắt đầu nó ẩn xanh lên và gan. Đến từ siêu thị cây giống Willow Farm, lời đầu tiên thì con xin phép thay mặt đội ngũ của siêu thị cây giống Willow Farm gửi một lời cảm ơn và một lời chúc sức khỏe thực sự là thiện lành đến gửi đến quý bà con của chúng ta. Chúc cho vườn quý bà con chúng ta luôn luôn lúc nào cũng xanh tốt và triệu quả, có thu nhập cao nha. Ngày hôm nay thì theo những cái video, chuỗi video, mạch video mà quanh chia sẻ về mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm thì bây giờ tới thời điểm là mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm đã có trái rồi. Và nhiều quý bà con chúng ta lăn tăn không biết là cái kỹ thuật tiễn trái của mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm nó có giống nó thái không, nó có khác gì không, thì giờ nói chung là nó đang giá cao quá đi rồi, cô cũng nên sợ trái này nó tiễn bỏ đi thì uổng. Nhưng mà nó cô nghe nếu bây giờ cô mà để chen như vậy á, là cái trái mít nó không có đạt được, hoặc là ra những cái trái mít nó cái chân dung của nó không đẹp, tại vì mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm hiện tại bây giờ người ta bắt đầu phân loại rồi, nên là chúng ta cần phải cái khâu làm kỹ cái khâu tiễn trái. Như vậy thì việc tiễn trái như thế nào cho đúng và tiễn vào thời điểm nào và tiễn bỏ những trái như thế nào thì sau đây Quân sẽ mời anh Hùng, một trong những cái kỹ sư nông dân của nhà siêu thị cây giống Willow Farm. Anh ấy đã có trên 20 năm kinh nghiệm gắn bó với vườn và trải qua rất là nhiều các loại cây, và đặc biệt chinh phục rất là thành công cái cây mít cũng như là sầu riêng. Nên quý bà con chúng ta nếu có bất kỳ câu hỏi gì về kỹ thuật thì cũng có thể liên hệ với các bạn chuyên viên để có thể gặp trực tiếp kết nối với anh Hùng của chúng ta để anh Hùng có thể hỗ trợ cho vườn của mình nha. Và đặc biệt là siêu thị cây giống Willow Farm thì mặt của đứa nào cũng như đứa đó là rất là thiện lành, nên bà con chúng ta hoàn toàn có thể tin cậy. Nếu mà con thấy quanh hiền với anh Hùng, anh Nghi, anh Diễn Hiền, và con comment cho Quanh ở bên dưới một dấu chấm hoặc để chữ Hiền cho Quanh nha, để Quanh có động lực anh theo Quanh Hiền tiếp. Xin chào anh Hùng, sáng giờ là mình đi bao nhiêu vườn rồi ta? Như mình đúng đi 3-4 vườn rồi phải không? 3 vườn. Rồi uống mấy lon rồi? Không nhớ nữa. Giờ phê quá. Quanh chia sẻ quý bà con nè, thiệt sự là bên Quanh thì khi đi làm á, là một ngày như vậy bên Quanh đi hỗ trợ rất nhiều nhà nông, và Quanh cũng rất là sợ quý bà con chúng ta tốn kém, nên quý bà con chúng ta khi đến vườn bà con cho Quanh xin một ly nước mưa hoặc là một chai nước suối được rồi, bà con đừng làm cơm như vậy là tốn kém và tốn thời gian quý bà con chúng ta, cũng như là Quanh cũng khá là ngại luôn, cũng chưa biết có giúp được gì vườn quý bà con chưa, mà Quanh dùng với đội ngũ ăn cơm làm phiền quý bà con dữ lắm. Nên ví dụ như cái ngày nào đó mà chúng ta thu nhập vô, chúng ta bán được trái cây đồ ngon thì ở bên Quanh xuống để hoan hỷ cùng, thì Quanh cảm thấy như vậy thì nó sẽ xứng đáng hơn. Nha bà con nha. Nên ông Hùng ông uống 2-3 lon giờ ông xỉn. Nó chơi chứ hồi nãy cũng có ngủ trên xe rồi. Anh Hùng ơi, cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm về bản chất hình thái nó có giống với mít Thái ở giai đoạn tiễn trái không anh? Thì mít hai loại mít này thì cái tình hình hình thức tiễn trái nó cũng như nhau. Nhưng mà đặc biệt có một cái thì cái thằng ruột đỏ này thì cái thời gian mà để trái mình tiễn trái thì để cho cái trái hai cái trái này thì nó bự hơn chút xíu nữa, bự hơn so với siêu sớm. Siêu sớm thì mình có thể tiễn trái trước sớm được. Tại vì siêu sớm thường này thì nó là trái mẫu tự tử, là kêu trái mẹ một con á. Trái bự nó ra trước. Dạ. Còn trái nhỏ này á, thì nó cũng kèm sau nhưng mà nó ngang nữa nhau 9-10 cầu tới đây ra. Nó sẽ ra tới 3-4-3. Tức là nó đẻ nhiều lượt hơn so với cái là kia. Mình canh theo cái thời điểm cái chùm trái mà để mình tiễn, ví dụ như cái chùm này là 3 trái. Chùm này 3 trái thì mình canh cái ga này, cái trái nhỏ nhất. Dạ. Để nó nuôi cái trái thứ hai này, cái này là trái đầu nè. Trái này trái nhất nè, trái nhì nè, trái ba nè. Nhưng mình coi cái mẫu trái nè, hai trái này thì mình sẽ chọn lựa. Tức là hai trái này không thể nào giữ hai trái này cùng một lúc được. Một cái cuốn này là mình giữ một trái thôi đúng không? Để mình chọn lựa. Dạ. Vậy giờ thời điểm nào thì mình bắt đầu mình mới tuyển? Đợi cái gai trái thứ ba này cho nó rụng hết những cái phần cái lông lông phấn nè. Rụng hết là tức là trong xong quá trình thụ phấn. Trong quá trình thụ phấn. Vậy là cái tiêu chí để mình giữ hoặc là mình bỏ là tiêu chí nào? Mình giữ để giữ cái trái này để thụ phấn, để cho cái trái những cái trái này nè nó thụ phấn đều,
sau khi mình tỉa tán nó sẽ không bị méo mó. Cái thứ hai á, nữa là cái tán nó còn đẹp. Dạ, tức là mình cho nó phát triển tối đa, rồi sau Tối đó đa mình xong mình tuyển cắt. lại chân dài hoa hậu rồi Với lại mình cắt sớm á, cái tán non á, ha. cái cuống nó non quá nó sẽ mất cái lượng mủ rất là nhiều. Dạ. Nó ra chảy mủ rất là nhiều thì cái tán mình cũng bị méo. Để cái cuống này nó Kiểu xanh như là lại. bị chảy máu đúng không? Non quá thì nó chảy rất là nhiều, cái lượng mủ nó loãng á, Dạ. nó chảy nhiều. Vậy thì để cho cái trái này nó lớn hơn và Lớn nó hơn mới cái đỉnh hết đi cái phần đầu phấn này đi á. thì Ừ, hết chúng ta là mới phấn. stem tuyển. Ừ, Và xem một tuyển. cuống này là giữ lại một trái thôi đúng không? Một trái một. Không Dạ. không không được hai trái. Một thân cây mình có thể để hai hoặc ba trái, Ừ. nhưng mà mỗi một trái là một cuống. Anh biết sao không, cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm này nó ra trái rất là sai, nhưng cái vườn này hồi cái lúc còn năm trước là mình có lấy bo, cái năm dịch là mình có lấy bo để mà tại vì dòng này làm lọc dòi loại dòng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm rất là đặc biệt bà con. Múi dày màu sơ lên màu đỏ luôn và hạt rất là nhỏ, tỷ lệ cơm ăn được rất là cao và bạn này đặc biệt rất là sớm trái và trái rất là nặng ký. Nên là Oanh chỉ lấy bo từ một cái vườn duy nhất này thôi. Và khi mà lấy bo xong á là thằng này nó tức là khi mình quyết định chuyển qua làm trái thì thằng này toàn bộ tới giờ là chưa xịt xử lý hoa hay là siêu kích bông lần nào hết, nó đang tự ra trái đó. Và em nghĩ là nó sẽ đang bắt đầu nhú mầm hoa ở rất là nhiều chỗ tại nó Rất ra là tự nhiều nhiên chỗ mà. ra tự nhiên mà cây mình cái thời điểm mà mình ngưng không lấy bo nữa thì nó sẽ tập trung vào nó Nuôi 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 trái. nuôi trái. Dạ. Nhiều bà con chúng ta thắc mắc, ủa cây này 2 năm tuổi mà sao mà chị thấy cái cây mít của chị 2 năm tuổi nhà nó sừng sổ lắm mà con. Thì mình cũng xin lỗi với bà con là có một thời điểm là lấy bo từ những cái bạn này, khi mà đã test thử trái là thấy ok rồi là bà có lấy bo từ những cái vườn cây mít ruột đỏ này. Anh ơi, như vậy thì mình có thể cho cái cây mít của mình trái truyền 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 hết luôn được không? Thì mình cứ để mít này thì bây giờ mình không phải như siêu sớm Ừ. mình canh ra một nghịch, tại vì cái này thì bột đỏ của mình thì cái trái nó là cung không đủ cầu, thì mình cứ để trái truyền xây dòng Đây nhưng mà nè để anh thưa trái thôi, đây nè. không để nhiều quá, Nhưng cái chỗ này là không để được rồi nữa không, nó sát đất nó đúng không? sát mặt đất quá thì cái trái này nó thòng xuống dễ bị úng, Dạ. để bị vi nấm tấn công thì nó dễ Cái thằng hư này lắm. hôm bữa mà mấy đứa nó nghe lời ông phải ý là nó quyết tâm nó xịt mình kích bông á là chắc là em nghĩ nó ra nhiều hơn, với cái giá mít hiện tại bây giờ tầm khoảng 45 55 ngàn một ký thì một cái mà khoảng 15 ký như cái min cái thấp nhất, cái trọng lượng thấp nhất của cái loại mít này thì em thấy thu nhập cũng khá là cao. Nó còn cao hơn nhiều so với mình lấy bo mình làm giống. Mà cái ruột đỏ này bà con yên tâm thêm một cái nữa là không giạt mặt, chỉ Ừ. tính số lượng ký, rồi tính số ký Tính số ký với à, lại cái độ no tròn của nó thôi đó đúng nó không? tròn Ừ. Không giặt mặt luôn. à, không giật mặt. Cái mốc mà từ 8 ký trở lên nó là giá cao nhất, À. 7,5 ký trở xuống là giá Vậy nhỉnh. nếu mà loại giống của bên mình thì nếu mà nuôi một cách chỉnh chu bằng bộ xô thì đâu có loại nào đâu rớt. Lúc này cái mít này so với siêu sớm hai trái nhau thì ruột đỏ của mình nó sẽ nặng hơn tầm 3 đến 2 đến 3 ký. Ừ. Giống như cái trái hồi nãy bên kia mình tính cắt là cái trái Ừ. đó mình em nghĩ chắc cũng khoảng là 12 kg hả? Nó tầm 10 ký à. 10 ký hả? Ừ. Nó Rất là ngủ nặng. nó nặng lắm, Tại nghĩ vì là sao? nặng. Mình đặt ruột không có bị xốp. Dạ. Đó, rồi cái hột thì nhỏ. Dạ. Nó như khi mà sầu riêng của mình là hột Hợp lép. Dạ, rồi em mời Dày quý bà cơm. con chúng ta cùng tham quan một số cái mẫu mã trái của những cái cây khác nha. Đây cũng đã có tuyển sơ một lượt rồi nè, chúng ta tuyển bỏ đậu rất là nhiều mà tuyển bỏ nè, đây bà con thấy nếu Nếu cắt thì nó chảy mủ thì giống như là chảy máu vậy đó bà con. Ừ. như thế này thì mình có thể tuyển sớm được. Thì Em số lượng tinh cây của mình đây là 3 trái, còn những cái trái này nè nó bị méo mó như vậy mà nó nằm ở tầng thấp dưới, tuyển bỏ không sao hết. coi anh thấy nè, một cái điểm mà nó ra 3 cái cuống rồi, anh thấy Ba không, cuốn khủng khiếp chưa, rất là chịu đẻ nha. Đây ở trên cây này là mình ví dụ như buổi sáng nắng là mình có thể tuyển được cái nè, bây giờ chiều mình không tuyển rồi đó. sáng nắng thì cái nhánh này, thì cây này mình tuyển được cái tái này Giữ trên này nè, giữ tái này, rồi tại cách vì bỏ hai này. tái này nó không đồng điệu với nhau thì tái này nó đẹp rồi. Ừ. Giữ ấy luôn để khỏi cạnh tranh dinh dưỡng ha. Cái tái Cái này này thì còn tầm phấn tuần nữa, 3-4 ngày nữa là nè. tuyển được rồi. Như cây này là bạn tôi đang thấy là những cái tái nè, đây là ăn được cái tái nè, Dạ. đây là cái tái, đây là cái Ừ. Quá trời quá bên đất đây luôn. nè, bên đây cây này cũng ăn được 4-5 trái rồi Đây đây nè, cây nè, này nó cắt nè. nè. Mới vết cắt quá trời quá đất này, 3 chùm nè. Nhưng mà con thấy rất là tuyệt vời ở mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Bên này
đó, chưa xử lý ra hoa mà nó còn vậy, mà xử lý ra hoa đồng loạt nữa thì cái nào. À, em muốn chia sẻ với bà con chúng ta về cái màu của cái trái mít này nè anh Hùng. Anh Hùng thấy không, nó rất là cái màu nó dùng lên, nó nù lên, nó không có như siêu sớm. Dạ. Là như nước mưa nó có gớt ở đây nó cũng tụt xuống, đúng rồi, là khó bị úng thối màu, thối đầu trái lắm. Với lại nó bị thối ở cái cuốn ở bên trong, em thấy nó nhiều bà con thối từ trong thối thì ra. Cái nước mưa của mình nè, nhiều khi thứ nhất là nước mưa, còn sương gặp sương muối á, đúng rồi đó. Cái thứ ba nữa là người có nhiều vườn người ta xài phân hóa học á, mà không hữu cơ nó cũng vậy, gãi cái nhiều khi những tái từ dưới nè, cái nó dính ở trong cái màu tái nè, cái nó cái đầu nó úng thối nóng. Nó không có được xả, tức là nó nóng úng thối từ từ. Còn đặc biệt thằng ruột đỏ này thì nó không có. Dạ, hay quá. Nè, anh thấy nó lớn lên cái bắt đầu nó liền mặt ha. Chứ nó không có lõm xuống như mít thái từ hồi nhỏ nó vểnh lên. Nó vểnh lên vậy nè, còn thằng này nó úp xuống nên là đặc tính này cũng là một đặc tính rất là hay. Nhìn cái mẫu mã trái từ hồi nhỏ nó đã dài vậy, nếu đi dinh dưỡng đầy đủ thì em nghĩ cái trái này nó còn thể dài hơn cả trái mít thái nữa chứ. Đặc biệt cái này nó dài tròn. Dài chứ tròn. Nó không dài, nó dài ngoằng. Luôn, dài ngoằng rồi nó dài nó suông. Dài mà cái kiểu nó suông nó thì nó khác. Đây, cái thằng này mặc dù hồi nhỏ nó dài nhưng tròn. Mà lớn lên nữa nó phình ra đúng không? Phình ra hay chiều ngang đúng không? Phình ra chiều ngang khúc dưới. Mà con thấy cái màu sắc của nó bây giờ nó đang màu vàng chanh. Này vàng chanh đúng không? Vàng chanh. Khi mà nó chín lên nó sẽ bắt đầu nó ẩn xanh. Ẩn xanh lên và ra nở đều ra, lúc đó nó chín. Và giống như hồi nãy anh Hùng anh có chia sẻ là mít ruột đỏ hiện tại bây giờ không có giặt mặt. Giặt là tôi không bán cho ông á, ý là bây giờ nó đang ít quá không nên là không cho giặt mặt đúng không? Tại vì hàng đóng á, đi xa nên cái thằng này nó ít giặt mặt hơn. Và đồng thời là cái thằng mít ruột đỏ mà nhiều thương lái biết cái hàng cây giống đó là từ Willow Farm cung cấp là họ sẽ rất là tự tin. Tại vì cái hàng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm mà Willow Farm cung cấp, và con để ý và con cắt ra cái muối lên màu đỏ và cái sơ cũng lên màu đỏ luôn. Chỉ có những cái sơ em á, sơ út á là bên ngoài thì nó mới không đỏ thôi. Chứ mà nó đỏ tới cái da của họ, ông Nghi ông cắt cũng với quanh nè, nó đỏ tới da luôn nha bà con nha. Rất là đỏ. Cái ruột đỏ này là đúng mà mình cắt đủ tuổi. Nó đỏ ra tới mà ra. Mình cắt cỡ mấy tuổi là ok anh? Nếu mà hàng chợ thì hiện bây giờ thì người ta cắt tầm 8 tuổi. Còn hàng đóng thì chắc cỡ 7 tuổi ha. 7 tuổi rưỡi. Đây là một vài cái chia sẻ về cái cách mà chúng ta tuyển lựa cái trái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Thật sự ra tuyển cái trái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm mà con chúng ta tuyển là kiểu giống như là bỏ bớt anh. Chứ bỏ bớt, là... tuyển bớt để cho cái cây của mình nó đủ sức để nuôi rồi nhiều quá thì cái... nó thái là nó giật rồi nó méo rồi nó đủ kiểu, còn thằng này bà con thấy thế nào nó cũng no, nó cũng tròn, nó cũng đều như nhau à. Nên là tuyển của nó rất là dễ, thứ nhất là tuyển bỏ những cái trái nó bị ra sao nè, thứ hai là nó bị sao, nó bị sâu, cái thứ ba là nó kiểu như sao anh Hùng, nó đều, nó không đều rồi, nó bị ngẵn, bị ngẵn cái... hoặc là thụ phấn không đều, không đều. Thụ phấn không đều, nó bị méo thụ phấn không đều á, thì bà con chúng ta có thể tuyển bỏ những cái đó. Như thật sự ra rất là ít, và cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm này cực kỳ dễ tuyển trái luôn. Bà con nhìn hai trái hai bên giống như anh em sinh đôi, có khác gì nhau đâu. Rồi nhìn hai em hai bên này nè, cũng giống như anh em sinh đôi luôn. Nên là những cái chùm mà hai trái như vậy nè sẽ mình dễ tuyển lắm. Bỏ cái trái nhỏ phải không, giữ lại trái lớn. Mà trái lớn thì nó đó đều rồi, nó bị méo gì đâu. Thường là những cái chùm ba trái thì nó sẽ dễ bị. Nhưng mà đang bị lo lắng hay sợ, nhiều khi cái nhánh này nó nuôi được một trái thôi nè. Nhánh này nhỏ quá. Nhỏ. Nuôi được một trái thôi. Thì trong hai trái này mình phải chọn là một trái. Nhưng mà đặc biệt cái thằng mít á, em để cái thấy nhánh nhỏ vậy, nhưng mà sau này cái tái nó cái nhánh nó sẽ lớn theo cái tức là hút dinh dưỡng về nuôi nhánh nuôi, luôn. Nó nuôi nhánh và nuôi trái luôn. Dạ. Chứ không phải là nó nhỏ như vậy. Mà thằng này cái sức, cái đề kháng của nó mạnh, sức sinh trưởng nó mạnh nữa thì em nghĩ nó chắc cái nhánh này nó sẽ rất là to. Và con lưu ý dùng quanh cái nhánh này nè, nữa sau này sẽ quay lại để quý bà con chúng ta kiểm chứng cái việc mà quanh cùng với anh Hùng vừa chia sẻ. Đó. Thì đây là cái cách để chúng ta lựa chọn, tuyển chọn cái trái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Thứ nhất là chúng ta phải để cho cái phấn của cái trái nhỏ sao á, khi nào nó rụng hết cái đầu lông của nó thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta tuyển, và chúng ta tuyển vào trời nắng nha bà con nha. Và tuyển cái trái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm nó cũng không có giống như tuyển mít thái, thì nó dễ hơn. Mít thái thì chúng ta còn đi tìm sơ đen
Còn thằng này thì rất ít bị sơ đen, vì bắp chỉ bị sơ đen khi và chỉ khi bà con chúng ta không có bao trái và lại cho con sâu nó tấn công vào cái vỏ trái và tạo đường dẫn cho cái thằng nấm nó vào, thì khi đó nó sẽ dễ bị nấm xâm nhập, nó dễ bị sơ đen. Còn đối với tình trạng giống như hiện tại bây giờ thì bà con thấy trái nào nó cũng tròn đều, mẩy đẹp và được thụ phấn rất là đều, nên là thấy tình trạng là sơ đen rất hiếm khi xảy ra đối với trái mít chúng ta, nên chúng ta không bị đánh đố. Tại vì mít Thái anh thấy nó bị đánh đố rất là nhiều, tại vì phải nhìn hình và đoán bệnh, nên là thành ra khi mà chuyện mít Thái nó khó hơn rất nhiều nha bà con nha. Thì chúc mừng những quý bà con nào chúng ta đang trồng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, thì tuyển thì chúng ta chỉ cần tuyển là thứ nhất sức của cái cây của chúng ta là bao nhiêu trái, thứ hai là sức của cái cành, cái thứ ba là loại bỏ những cái trái mà nó không có kiểu như mẫu mã nó không có đẹp, nó không có đều hoặc nó ra sao thôi, để mà chúng ta nuôi dưỡng là những trái còn lại thôi, chứ tuyển thì nó cực kỳ đơn giản luôn. Nên sao thấy cuộc chơi càng ngày càng dễ ha. Cảm ơn quý bà con một lần nữa. Trời bây giờ thì cũng đã hoàng hôn, cũng đã xuống xế tà rồi. Cảm ơn quý bà con. Và ngày hôm nay thì Bình Quanh cũng đã hoàn thành xong cái, nói chung là cũng chưa hoàn thành đâu, còn nợ hai phường ở Cao Lãnh chưa có tới được. Thì sáng mai Bình Quanh sẽ làm việc sớm để mà có thể hỗ trợ cho hai phường ở Cao Lãnh. Một phường là trồng nhãn long Phụng Châu, và một phường là đang hỗ trợ kỹ thuật để bắt đầu lên clip trồng những cái loại cây do Willow Farm sẽ hướng dẫn chia sẻ. Vì có rất là nhiều các cái quý bà con mà chúng ta không có rành về những cái loại cây đó, chúng ta sẽ không có tự tin là cái vùng đất đó trồng được cây gì, và cây gì có giá trị kinh tế cao, cũng như cách làm mô làm clip như thế nào. Thì trên hành trình bên Quanh đi thì Quanh cùng với anh Hùng hoặc là anh Viễn, anh Nghi sẽ chia sẻ quý bà con chúng ta những cái cách làm sao để chúng ta chọn ra được danh mục phù hợp, và làm sao để mà lên được kiến thức ban đầu phù hợp với loại cây đó. Và dĩ nhiên là dựa trên rất nhiều tiêu chí để phù hợp với cái sự mong muốn của bà con chúng ta nữa. Thế nên là hành trình này sẽ rất là dài, mời quý bà con chúng ta có thể cùng Hoàng Anh đăng ký kênh siêu thị cây giống Willow Farm, để mà cùng Hoàng Anh cùng với đội ngũ kỹ thuật của Willow Farm viết lên những cái khúc ca rất là tuyệt vời và rất là chân thành và đầy giá trị của ngành nông nghiệp Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn anh Hùng, cảm ơn những cái giờ chia sẻ của anh. Cảm ơn anh Nghi đã đứng phía sau để hỗ trợ cho ekip thực hiện video này. Và vườn này sẽ tiếp tục được gọi là cập nhật video liên tục, tại vì sẽ sử dụng toàn bộ là sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ, là bộ xô nuôi trái mít, để nuôi dưỡng những cái trái mít ruột đỏ này trở nên vừa tròn đều mẩy đẹp và lên được cái những cái màu rất là đẹp, và cũng như cái cơm sẽ rất là ngon. Và để kiểm chứng cho việc này thì bà con đừng ngại đăng ký kênh Willow Farm nhé, bằng cách nhấn vào nút like và nhấn vào cái chuông bên dưới nha. Một lần nữa Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm cùng với anh Hùng xin phép được chào quý bà con và hẹn gặp lại.